Y ahí. Yo nhanh. Chừng nào vô chắc mình mới mổ qua. Đau cổ quá. Chuẩn bị vô rồi. Ba cái đồ quỷ này vô lâu quá. Đâu tiếp đi. Hình như nâng cấp đủ rồi. Nó là cái gì vậy? Anh biết không? Mình đang đứng trong chợ rồi, hai biết mấy. Lin ít này. Ủa cái gì nổ rồi? Cái đờ vớt này. Cái gì vậy?
gì vậy? Đi nhỏ nhỏ lại. What the fuck? Tua chậm lên luôn hả trời? Như tại tay mình ướt. Cái gì nổ vậy? Cái gì vậy? Cái gì nổ vậy? Quá đáng lắm rồi. Mình chưa bắn một góc của nó nữa. Quân mà đấu với Linh ít gì quân thua cả luôn. Quân mà đấu với Linh quân thua. Thằng cuối cùng đó. Thằng cuối cùng của cái này thôi. Ý ra mua được cái đồ đó. Này đấu hoài ta. Ồ đồ nón nhìn đẹp lắm rồi. Rồi coi trình của nó kìa. Wow. Trình của nó kìa. Quân đừng có phá coi. Đừng coi. Đừng có phá.
anh thật hả? Cái gì mà lắc quá vậy? Tại mình trơn quá. Trời ơi, chứ kỳ vậy mày. Mình là không đánh nổi rồi. Lạnh luôn. Rồi hai thằng cầm giống nhau rồi luôn. Nó đánh ba cái đồ quỷ rồi ấy giờ. Mày bây giờ mới thấy tay cũng mạnh nữa. Đặng thốn rồi. Cầu cho mình rớt vũ khí. Hai một tay.
gõ mì đồ. Xem bây giờ về có xì không con? Dạ không. Mấy có hôm qua hôm kia gì mà bữa gì hôm qua hôm kia gì mà bữa bữa gì bữa là hôm qua hôm kia gì nữa phải không? Dạ. Tại trường quá. Sao đã không được ta? Sao đánh không được ta? Quá! Đã không được đánh người ta.
20 phút mấy rồi mà chắc tắt quá. Im miệng đi bơm. Bớt đi. Luôn một cách rất là thông thường. Giờ cơm rồi. Ôi. Rảnh coi sinh nhân, rảnh đổ sinh ông nội. Ui, thắng luôn. Bữa nay mình rảnh rỗi nên quay rất là nhiều. Nhét hết luôn. Ba cái đồ quỷ. Thank you.
cái gì vậy? Mình sẽ dừng tại đây.